nào, hôm nay mình sẽ xử lý mấy cái nốt ruồi nhá, bằng công nghệ laser mới nhá. Bắt đây. Đeo kính vào chứ không đeo kính vào cho mệt lắm. Đây là công nghệ laser mới để điều chỉnh nốt ruồi này. Đó là công nghệ laser Lotus. Ok. Mình sẽ tẩy cái nút này đi đúng không? Tẩy đi mà xinh hơn thì làm thế nào? Ok. Xinh hơn là làm thế nào đây? Ok. Trước tiên mình sẽ xử lý cái này trước. Tiến gần vào đây để xem nào. Tiến gần hơn nữa. Cái này nhé. Bắt đầu. Ok. Ok. Đây nào. Về nhà bôi kem và uống thuốc nhá. Ok.